chào các bạn đến với kênh ẩm thực Yapa Kim Tươi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món cà nấu theo kiểu người Tây Nguyên. Nấu rất là đơn giản, dân dã. Nấu với rau dền và bây giờ mình sẽ hái cà. Cái cà sát bên nhà mình luôn á. Và mình sẽ đi qua cây khác mình hái thêm. Do vườn mình cũng rộng. Món cà của mình đậm đà hơn và ngon hơn á, dân dã mà mình hái thêm đọt rau lang nữa, mình hái thêm đọt rau lang để món cà của mình được ngon. Hái rau mình hái thêm rau dền nữa. Rau dền vườn nhà mình mọc rất là nhiều. Mọc hoang mọc dại. Bông bí có trái non này. Cái ớt quá tốt luôn. Cái ớt quá tốt hơn trái nhiều. Mình sẽ hái về mình nấu. Nấu cái cà. Ớt không ăn không hái thì rụng đầy gốc luôn. Đi hái ớt và cà vào và xong rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình xọn ra. Mình hái cũng được nhiều ớt. Rau với cà. Mình sẽ để cà vào một bên. Rau mình sẽ ngâm, mình rửa luôn. Mình xoạn xong rồi bây giờ mình ngâm mình rửa đấy cho sạch. Rau dền với rau lang. Mình sẽ tiến hành sơ chế cà, bỏ vào đây một muỗng muối với hột, hòa nước cho vào. Mình làm cà. Ngâm trong này. Ngâm trong thau nước. Ngâm vào trong thau nước muối đã pha loãng. Mình chế làm tư vậy thôi. Cà mình cắt
sạch, mình cắt xong mình ngâm, cắt làm tư mình nữa, cắt ra hết, mình chỉ cắt dễ ra như này thôi này. Mình cứ ngâm nước muối một lúc, và rau thì cứ ngâm đấy. Món ăn tuy gọi là dân dã chứ nhưng mà cũng phải có cá thôi, nấu với cá hấp mới ngon. Mình bẻ bỏ hết đầu, chỉ lấy phần thịt cá thôi. Bỏ hết xương, lấy phần thịt cá này, đây là cá nục hấp ạ. Mình đang nấu ăn mà trời đang mưa. Trời mưa phùn từ sáng giờ, may mà hồi nãy tranh thủ lúc trời tạnh mưa mình chạy ra mình hái được ít rau chứ. Hái được một ít rau vườn chứ nếu không thì cũng không có rau nấu đâu. Trời mưa mù. Rất nhiều nước sạch rồi. Ở của cà ra màu vàng, nước màu vàng luôn. Mình rửa lại cho sạch. Đây là ớt chim chuột, trái bé xíu mà rất là cay. Phần trái chút chút vậy thôi, cay lắm. Ớt chim. Bỏ vào đây một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê muối này, một muỗng cà phê bột ngọt. Dạ. Vì là trời mưa nên cái bếp mình phải phơi, phải chất một đống củi ở đây cho khô, không có củi. Xong đã khô nước, đổ dầu vào chiên cá. Chờ cho xong dầu nóng. Chiên cho cá vàng. Cá vàng rồi thì mình bỏ hành, hành băm vào, hành tím đã băm, bỏ vào chút ớt nữa. Món này phải nấu cay thì ăn mới ngon. Cá thì đã vàng rồi và hành thì cho vàng thơm, mình mới tiếp tục bỏ cà vào. Hành và cá đã thơm thì bỏ cà vào. Bỏ cà vào. Các bạn múc vào cho mình một muỗng canh nước. Mình đậy nắp lại. Mình đảo một chút, xong mình bỏ vào đây một một chút hoặc một chút muối ớt đã giã hồi nãy để cà nó được thấm gia vị á, cho mình đậy nắp lại. Sau
sau khi mình đun được một lúc cà đã mềm, mình nhắc xuống, cắt nước đó. Đấy, cái chai gì mình dầm nát cà ra. Mình đã dầm nát xong, mình đổ tiếp tô nước nóng hồi nãy mình mới múc ra vào tiếp, lại bắt lên bếp nấu tiếp. Để nắp lại. Mình đã dầm cà xong, mình đổ nước lại. Bây giờ mình đun nước, nước đã sôi này, mình tiếp tục mình bỏ rau vào, rau dền với lại rau lang vào. Nãy mình đã nêm cà cho cà thấm nhưng mà vẫn chưa có vừa khẩu vị đó, mình sẽ tiếp tục nêm hết cái phần gia vị hồi nãy mình giá nát trong cối, giá cùng với ớt đó. Vậy là món cà của mình đã chín, mình múc ra tô. Món cà nấu dân dã theo kiểu người Tây Nguyên của mình đã nấu xong. Các bạn hãy đăng ký kênh và theo dõi kênh ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Api Ayon Atoy Jalang Bu video co đăng ký kênh ủng hộ có hò. Khi nọng khẩn thay nùng vang chiếu hắn kênh của nọng lê đăng ký kênh ủng hộ nọng tươi nữa. Nọng cảm ơn bảy khi nọng like.